Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết Bắc Bộ đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt khi ngay từ tối và đêm nay, do chịu tác động của quá trình hội tụ gió lên đến độ cao khoảng 5.000m, nên khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Nhờ có mưa, nền nhiệt trên khu vực giảm dần và nắng nóng chấm dứt. Cảnh báo mưa rào và dông vẫn tập trung nhiều về chiều tối và đêm. Nơi có mưa lớn vẫn là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng mưa từ 30 đến 70mm trong vòng 24 giờ, có nơi còn trên 90mm. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, lượng mưa ít hơn từ 20 đến 40mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 60mm. Nhận định đợt mưa này kéo dài đến khoảng ngày mùng 1 tháng 8, sau đó sẽ giảm dần vào ngày mùng 2. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đá tại những nơi có sung yếu do có mưa lớn cục bộ tại khu vực vùng núi của Bắc Bộ. Với khu vực Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi về chiều tối, còn trong ngày trời vẫn có nắng. Có nơi còn ở ngưỡng nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 cho tới 36 độ. Sang đến ngày 31 tháng 7 và ngày 1 tháng 8, mưa dông sẽ tăng dần ở hầu khắp Trung Bộ, do vậy cường độ nắng ban ngày sẽ giảm dần. Mức nhiệt cao nhất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ giảm xuống mức từ 31 đến 34 độ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ mức nhiệt từ 32 đến 35 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có xu hướng gia tăng về cường độ, nên mưa cũng gia tăng và thời gian mưa thì cũng đến sớm hơn. Cục bộ có mưa dông mạnh gây ngập úng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa nhiều nên cường độ nắng ban ngày giảm. Mức nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên giảm nhẹ, chỉ từ 28 đến 31 độ và từ 30 đến 33 độ là mức nhiệt tại khu vực Nam Bộ. Trên biển khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió nhẹ, trời ít mưa. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Mưa rào và dông cũng gia tăng khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km, đề phòng lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 7 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.